Sài Gòn lại mưa lớn, máy bay không thể cất cánh. Thưa quý vị và các bạn, chiều 27 tháng 9, một trận mưa lớn lại xảy ra trên diện rộng, khiến nhiều tuyến đường như Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Cảnh, Ung Văn Khiêm, Trường Sơn, Nguyễn Xí bị ngập. Đây là trận mưa lớn trong ngày thứ hai liên tiếp, khiến giao thông đi lại ở thành phố Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn. Mưa lớn trúng vào giờ tan tầm khiến tình trạng ùn tắc lại kéo dài trên nhiều tuyến đường trung tâm ở quận 1, quận 3, quận 4, quận 7, quận Tân Bình, quận Bình Thạnh. Nhiều tuyến đường còn ngập do cơn mưa chiều 26 tháng 9 chưa kịp rút, nay đã ngập thêm. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, mưa lớn bất ngờ khiến các chuyến bay nội địa và quốc tế không thể hạ cánh. Nhiều chuyến bay phải vòng lại hạ cánh tạm thời xuống sân bay khác. Theo đại diện sân bay Tân Sơn Nhất, cũng do mưa lớn mà hơn 10 chuyến bay nội địa dự định xuất phát tối nay không thể cất cánh. Hàng nghìn hành khách buộc phải ngồi đợi ở sân bay Tân Sơn Nhất. Chiều 26 tháng 9, cơn mưa lớn đổ xuống trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều tuyến đường ở các quận 1, 3, 5, 10, 7, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận ngập sâu trong nước. Các ô tô, xe máy lưu thông qua khu vực ngập bị chết máy với số lượng rất đông. Dòng người khổ sở nối đuôi nhau dắt bộ qua đoạn ngập đi tìm nơi sửa chữa. Theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi, tại các điểm sửa xe trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, mỗi lần chùi buji sẽ lấy 40.000 đồng. Trong khi đó tại quận 10, sau một hồi tháo lắp, chùi khô, nổ máy chiếc xe tay ga, cuối cùng người thợ sửa xe đã lấy của một người phụ nữ 150.000 đồng. Người phụ nữ cho biết mình không hỏi giá trước nên khi nhân viên sửa xong nói nhiều tiền thì trả. Dù biết là đắt nhưng chị không thể tự làm xe nổ máy. Dù chịu cái giá cắt cổ, nhiều người vẫn tỏ ra mừng rỡ khi xe mình nổ máy lên đường về nhà trong khi hàng dài người ướt sũng đang chờ tới lượt sửa xe. Anh Tuấn, ngụ quận 2 chia sẻ, dắt bộ 30 phút mới tới được tiệm sửa xe. Giờ người ta có lấy 500.000 đồng, chắc tôi cũng phải đưa. Đói bụng, ngâm nước lạnh cóng, giờ tôi đuối quá rồi, không dắt bộ được nữa. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cơn mưa chiều 26 tháng 9 là cơn mưa lớn nhất từ đầu năm. Số đo quan trắc lượng mưa ở một số trạm như sau. Trạm Phước Long, quận 9 là 103mm, Quang Trung, quận Gò Vấp 123mm, Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình 135mm, Thanh Đa, quận Bình Thạnh 133mm. Với lượng mưa lớn như trên, một số tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh, D2, Nguyễn Xí thuộc quận Bình Thạnh, Lương Đình Của, Nguyễn Văn Hưởng thuộc quận 2, Tạ Quang Bửu, Phạm Hùng, quận 8, Trường Sơn, Hồng Hà, Bạch Đằng thuộc quận Tân Bình hay Lê Hồng Phong thuộc quận 10 chìm sâu trong biển nước. 16 giờ, mưa lớn đổ xuống các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Tại giao lộ Pasteur Hàm Nghi quận 1, nước ngập nửa bánh xe, tràn vào nhà của dân. Một siêu thị mini đã phải huy động toàn bộ nhân viên di chuyển hàng hóa và tát nước ra ngoài. Tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, D2 Bình Thạnh, nước ngập đến nửa mét, hàng trăm chiếc xe chết máy. Đường Phan Thúc Duyện, Phan Đình Giót, Nguyễn Hồng Đào quận Tân Bình, Nguyễn Duy Trinh quận 2, Lê Đức Thọ, Quang Trung quận Gò Vấp, Phạm Hùng quận 8, Huỳnh Tấn Phát quận 7 cũng đang ngập sâu, giao thông rối loạn. Nhiều tuyến đường ở các quận 1, quận 3, 7, 10, Thủ Đức trong tình trạng tương tự khiến xe khó di chuyển, nhiều nơi ùn tắc kéo dài. Mưa lớn cũng khiến giao thông cản trở làm 3 ô tô tông nhau trên cầu Công Lý, quận Phú Nhuận, khiến giao thông đi về phía công viên Hoàng Văn Thụ bị kẹt cứng.